Hello, xin chào tất cả các bạn nha, đã đến kênh Cụ Đầu Vlog. Hôm nay thì do có mùa dịch Covid các bạn, nên là mình phải sử dụng khẩu trang mình bịt lại nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ review một cái con xe thì huyền thoại. Thì đó giờ mấy anh em nói chung là đam mê xe cộ, cũng đam mê về nó. Thì cái dòng xe này thì có rất là lâu rồi, nên nói chung là mình cũng không có rành về cái dòng xe này. Mình chỉ biết nó là dòng xe hai thì. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn đi quay phim cho các bạn coi chơi và tham khảo thôi, chứ mình cũng không có rành về mấy dòng xe này lắm nha các bạn. Rồi thì mời các bạn cùng theo mình xem chiếc xe hai thì chơi nha. Đó, thì hôm nay mình sẽ nói chung là mình quay chơi đồ nổ máy đồ này kia đồ thôi các bạn, chứ với mình để mình chạy thử. Tại đó giờ mình cũng không có chạy mấy dòng xe này các bạn, tại vì mấy dòng xe này thì cái giá thành nó rất là cao đó. Thì hôm nay mình có mượn ông anh của mình để review xe này chơi thôi nè mấy bạn ơi, chứ mình cũng không có gành gì mấy dòng xe này mấy bạn. Do mà mình ở quê các bạn, mấy đường quê á, nên là trời mưa suốt à, sình bùn đó, nên là xe cũng chưa rửa các bạn, nên là hơi dơ tí xíu các bạn thông cảm. Mình này mình chủ yếu là xem chơi thôi nha, cũng xe cũng mới chạy về nên là nó hơi dơ tí xíu các bạn thông cảm. Này mình chưa rửa đó. Thì này quay chi tiết vòng vòng cho mấy bạn xem chơi này kia thôi, chứ mình cũng không có biết nó là thí dụ như mâm này mâm kia rồi đó, mình cũng không rành nên là mình không có chi tiết cho mấy bạn xem được ha. Tại vì mình cũng đam mê thôi, chứ mình không có chuyên sâu như mấy bạn. Thì mấy dòng xe này thì mình nói chung là từ nhỏ mình thấy người ta chạy mình phá rồi, nói chạy theo phía sau à, mình nghe mùi khói các bạn, mình mê mình chạy theo, mình thích muốn chết luôn. Thì quay cho mấy bạn xem anh em đam mê xem thôi, còn mấy anh nào cao nhân chơi lâu rồi thì bỏ qua cho em nha. Em cũng không có gành mấy xe này đó, thì em sẽ quay vòng chơi cho mấy anh xem, mấy bạn xem, thì tí xíu để mình chạy thử ha. Có anh chủ xe mà, anh chủ xe anh đi ăn cơm rồi các bạn ơi, không có ấy chỉ cho mình được này kia đó. Rồi nói chung mấy dòng xe này thì nó là mình kêu đại hai thì thôi, chứ mình không biết là xì bo hay là xe chia đâu đó các bạn. Nói chung mấy dòng xe này mấy anh cao nhân nhìn thì biết rồi. Này thì bánh mâm thắng đĩa trước sau luôn mấy bạn ơi. Rồi bánh mâm nè, thắng đĩa trước bánh mâm này 2-5 cây nó thắng đĩa trước sau. Đó. Cái dòng xe này thì mình đam mê đó giờ luôn mấy bạn, mà tiền đâu mua, mình giá thành nó giờ cũng đắt đỏ rồi. Ồ cầm này gì nhiều ấy nè ta. Này đèn. Ủa có đề luôn hả? Ủa này gì trời? Tắt máy này. Không phải đề cái gì. Tắt cái cùm này khác hay gì á. Tắt máy hả? Không. Dạ. Bấm vô tắt hả? Không biết luôn. Hôm nay dọc xe của anh chủ, anh cho mượn như dọc quay chơi mấy bạn ơi. Xe hơi xịn tí xíu. Này con đề mét với dòng tua với xăng. Rồi mấy dòng này nó không có số, để số ha. Giờ thì mình mở cốp xe ra cho mấy bạn xem, nhưng mà tham khảo phía trong các bạn. Đó giờ mình chưa từng coi được mấy xe này. Ủa? Rồi mở ngược lại hả? Rồi ô khóa này phải quay ngược lại các bạn ơi, không phải như xe quay ghim đoạn ra bật hồi gãy chìa khóa nha. Rồi ngược lại vậy nè. Đó trong thì đây có bình xăng đồ này kia cũng giống nữa các bạn. Bình đồ này kia nè. Còn này nhớt nhau chắc giấu đây nè, nhớt đây nè, chùm nhớt ở đây, nó chỉ có vậy thôi các bạn, cốp chỉ vậy thôi à, quên coi anh có để vàng đây không. Rồi ok mấy bạn ơi, thì bây giờ nói chung thì mình quay sơ sơ mấy chi tiết cho mấy bạn xem thôi, chứ giờ mình cũng không biết nói gì thêm nữa. Giờ mình sẽ đạp nổ máy đồ nẹt nẹt vô cho mấy bạn cùng xem nha. Nói chung là anh chủ xe chưa có hướng dẫn mình cái cách gì chứ mấy bạn ơi. Mình chơi đại. Chơi đại.
Trời ơi, đụng anh em vô nhà. Chờ mình đi chiếc mấy bạn ơi, để mình quay sang ngược ra. Để nè, bo vô nhà sùm mấy bạn ơi. Đấy. Mình sẽ khởi động lại nha. Đây là chủ xe. Rồi đó anh chủ xe nha các bạn. Rồi ok, 500 anh em nha. Bữa nay mình lần đầu tiên mình lên xịt bo rồi mình chạy thử nha mấy bạn. Nha, thì dính ở vậy nha. Đó, cái thằng gạo nào đi vô. Tới vô trong lên lùm. Mượn cái nón đội các bạn ơi. Để thôi mình chạy ra đây. Ta không thấy mình đội nón cũng kỳ mấy bạn. Ở quê thì cũng là phải đội nha mấy bạn. Nó an toàn cho mình nha. Chống người đập trời ta. Rồi thì để coi nó cũng giống như chạy ẹt nha anh em. Chạy như ẹt hả? Rồi mở chìa khóa. Trời ơi biết không? Để thử nha các bạn ơi, có ai nào giống cái clip ở trong mà Facebook mà bay xuống ao anh em. Oh, khói khủng khiếp rồi.